Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuần này với chủ đề về võ cổ truyền. Trong chương trình, võ sư Phùng Quốc Toản, phó trưởng bộ môn võ cổ truyền, Liên đoàn Võ thuật Hưng Yên, chủ nhiệm võ đường Phùng Gia, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm sẽ tư vấn phương pháp tập võ đúng cách và những lưu ý khi tập luyện. Trong mục chỉ dẫn, võ sư Phùng Quốc Toản sẽ giới thiệu và hướng dẫn tập bài Phong Hoa Đao. Đây là bài binh khí quy định mới của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Mục câu chuyện thể thao có phóng sự võ sư Hà Văn Chí góp phần lan tỏa võ cổ truyền tại tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, võ cổ truyền là một di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam do người Việt Nam sáng tạo, phù hợp với thể trạng, văn hóa, triết lý của người Việt Nam. Hiện nay, võ cổ truyền đang phát triển sâu rộng, thu hút đông người tập luyện. Để việc tập luyện võ cổ truyền đạt được hiệu quả như mong muốn của người học thì cần có những phương pháp tập luyện đúng cách và bài bản. Sau đây, võ sư Phùng Quốc Toản, phó trưởng bộ môn võ cổ truyền, Liên đoàn Võ thuật Hưng Yên, chủ nhiệm võ đường Phùng Gia, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm sẽ có một vài tư vấn hữu ích. Theo võ sư Phùng Quốc Toản, võ cổ truyền có nhiều môn phái, song tất cả đều đề cao võ đạo, tức vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giáo dục đạo đức, ứng xử, văn hóa. Người tập võ cổ truyền cần lưu ý điều này trước tiên khi theo học võ. Trong quá trình tập luyện phải biết tôn sư trọng đạo, nêu cao cái giá trị lễ nghĩa, huynh đệ đồng môn là phải yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ và chia sẻ lẫn nhau, phát huy được cái giá trị tinh hoa văn hóa của ông cha ta đã gìn giữ để lại bao đời nay. Và cái điều quan trọng nữa trong quá trình tập luyện phải hết sức kiên trì, bởi vì võ thuật nó không đơn thuần là những cái vận động đơn giản, bởi vì nó ẩn chứa bên trong rất nhiều những cái triết lý. Chú ý nhất đến vấn đề tập luyện từ khâu khởi động, những cái tấn pháp cơ bản, thân pháp, cước pháp, quyền pháp, nhãn pháp và nhất là những vấn đề liên quan đến nội lực, khí công. Ngoài ra chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ các vi chất, khoáng chất như là chế độ dinh dưỡng phải hết sức là đầy đủ để đảm bảo được cơ thể hài hòa nhất trong quá trình tập luyện. Trong quá trình tập luyện thì các bạn cần phải chú ý đến vấn đề khởi động. Mỗi một buổi tập, chúng ta tập từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì phải dành ít nhất từ 25 đến 40 phút để khởi động, làm nóng các nhóm cơ. Sau đó tập độ từ cường độ thấp lên cường độ cao. Khi kết thúc tập luyện, chúng ta cần phải tháo lỏng để các nhóm cơ được trở về trạng thái tự nhiên. Tiếp theo, võ sư Phùng Quốc Toản, phó trưởng bộ môn võ cổ truyền, Liên đoàn Võ thuật Hưng Yên, chủ nhiệm võ đường Phùng Gia, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm sẽ hướng dẫn bài Phong Hoa Đao. Đây là bài binh khí quy định mới của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Phong Hoa Đao thi triển các động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển, liền mạch theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc, chia làm bốn thức. Mỗi thức gồm 9 động tác. 1. Bái tổ lập đao. Chú ý, mắt nhìn theo tay. Tay phải đưa lên, đồng thời tay trái gạt qua mặt về trả mã tấn. 2. Giao đao đảo hộ, chân phải bước lên, chân trái hạc tấn. Chú ý, tay giao đao đảo hộ, bước về đinh tấn chém. 3. Tàng đầu hữu bàng đao, về mưu tấn. Các bạn chú ý, đao luôn vòng qua đầu, chuyển đinh tấn trái, chém. 4. Khiêng thủ tàng đao. Chú ý lướt đao này, lướt đao này, lướt đao, vòng đao qua đầu, chém. 5. Khiêng thủ tàng đao. Sáu, tả hữu phân liêu đao. Bảy, độc lập hạ tiệt cước, lướt đao này, vòng đao qua đầu này, chân phải đá lên. 8. Tả hữu trích tinh đao. 9. Hồi đao thích hổ. 10. Cả lớp sẽ làm theo thầy hướng dẫn. Thức 1, 9 động tác. 1.
bái tổ lập đao. Hai, giao đao đả hổ. Ba, tàng đầu hữu bàng đao. Bốn, hoành khiêu bộ khóa đao. Năm, khiêng thủ tàng đao. Sáu, tả hữu phân liêu đao. Bảy, tám, tả hữu trích tinh đao. Chín, hồi đao thích hổ. Thức hai, từ động tác 10 đến động tác 18. 10, phạt thảo hí long. Động tác này chú ý ngồi bằng hai cạnh chân, tay vòng lên chém ra. 11, khiêng thủ tàng đao rút chân, bật nhảy vòng đao qua đầu chém. 12, tả hữu phân liêu đao hoành bộ lên một bộ. 13, đăng sơn viễn thiếu lên thủ. 14, tả hữu chảm mạc đao. 15, phục hổ chảm thượng đứng trung bình tấn. 16, hoành tảo thiên quân đao. 17, thiềm chiểm khá đao. 18, hồi thân phách đao. Ôn tập theo thời thức 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Thầy hướng dẫn tiếp thức 3, từ động tác 18. 19, tàng đầu bằng đao, chú ý đứng hạc tấn. 20, phạt thảo hí long, đưa chân lên, chân ngồi xuống phạt, mắt nhìn theo tay. 21, rút chân, bật nhảy vòng đao qua đầu chém, mắt nhìn theo đao. 22, loan phục thượng thôi đao. 23, hồi thân chảm mã đao, chú ý vòng đao qua đầu chém, tay trái đưa lên thủ trên đầu. 24, độc lập hạ tiệt cước, các bạn chú ý này, lướt đao này, vòng đao lên chân đá. 25, hồi thân trả mã đao, lướt đao vòng đao vòng qua đầu. 26, uyên nương mạc đao, lướt đao lên tay tách. 27, hoành bộ thượng thôi đao. Sau đây các bạn tập theo thời thức 3. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, nhảy, 27. Tiếp thức 4, từ động tác thứ 28 đến động tác 36. 28, tả hữu trả mạc đao. Động tác này các bạn chú ý giao đao, giao sang bên tay trái gạt xuống. 29, tả thủ kim tiêu cước. 30, hữu tả trả mạc đao. 31, hữu thủ kim tiêu cước. 32, hồi thân chảm mã đao. 33, khiêng thủ tàng đao rút chân bật xa vòng.
34 tả hữu phân liêu đao, 35 thượng bình tàng đao, 36 bái tổ thu đao thức. Kết thúc bài. Sau đây thầy và các em ôn lại bài Phong Hoa Đao. 1 2 3 4 5 6 7 2 6 6 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2
dân phố Sài Phi, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hảo đã thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao Tâm Quyền Đạo, trong đó có nội dung dạy võ cổ truyền cho thanh thiếu niên, góp phần lan tỏa bộ môn võ cổ truyền của dân tộc. Võ sư Hà Văn Chí là thành viên của Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên, bộ môn võ cổ truyền. Vốn có niềm đam mê với võ cổ truyền từ nhỏ, sau một thời gian dài học và tập luyện bộ môn võ này, năm 2017, được sự cho phép của chính quyền địa phương, anh Chí thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao Tâm Quyền Đạo để phổ biến, phát triển võ cổ truyền tại địa phương mình. Thứ nhất là niềm đam mê võ thuật, và thứ hai là muốn truyền bá những cái nét đẹp võ cổ truyền, hướng tới cái tinh thần thể dục thể thao cho cộng đồng, mà tôi đã quyết định là cống hiến những cái đam mê, năng lực, khả năng của mình để xây dựng cái câu lạc bộ. Sau 6 năm thành lập, hiện nay câu lạc bộ có 200 học viên tham gia học võ cổ truyền, chủ yếu là trẻ em và thanh thiếu niên. Đều đặn một tuần 2 buổi, các võ sinh được truyền dạy các bài võ cổ truyền căn bản thuộc những bài quyền quy định của Liên đoàn Võ thuật Việt Nam dành cho học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Câu lạc bộ đã trở thành một sân chơi thể thao bổ ích cho những người đam mê tìm hiểu, học tập và luyện tập võ cổ truyền để rèn luyện thể chất và tu dưỡng đạo đức. Khi biết đến môn võ cổ truyền này thì em tập cảm thấy sức khỏe và sức đề kháng của mình lên cao rất tốt. Khi mà tập bộ môn này, mình cũng rèn luyện được cho mình cái sự tự tin rất là cao. Em tham gia môn võ này đã được 4 năm ạ, kể từ năm em 16 tuổi và năm nay là em 20 tuổi. Em tập võ cổ truyền với mục đích là nâng cao sức khỏe, sự mạnh dạn trong cuộc sống cũng như là nhiều mối quan hệ xung quanh ạ. Em càng ngày càng yêu thích môn võ cổ truyền dân tộc và em hy vọng là môn võ này sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Không chỉ là nơi học võ đơn thuần, câu lạc bộ thể dục thể thao Tâm Quyền Đạo còn kết hợp võ với rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng việc tham gia các hoạt động đoàn đội và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện với những việc làm ý nghĩa, mang tính cộng đồng tại phường Minh Đức, được chính quyền địa phương ghi nhận. Câu lạc bộ võ thể dục thể thao Tâm Quyền Đạo này tham gia rất là sôi nổi, kết hợp với đoàn phường về dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, rồi tham gia dọn dẹp đài tưởng niệm liệt sĩ, rồi thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào 27 tháng 7. Đã tạo ra một cái sân chơi rất lành mạnh cho các em, các cháu là
dành cái thời gian để tập luyện, rèn luyện sức khỏe và không sa đà vào các tai tệ nạn hay phát sinh trong thanh thiếu niên. Đây cũng là một điểm sáng và chúng tôi địa phương cũng rất là khuyến khích để cái hoạt động của các câu lạc bộ như vậy. Bằng sự quyết tâm và đam mê của mình, võ sư Hà Văn Chí đã và đang truyền dạy và truyền cảm hứng yêu thích bộ môn võ cổ truyền đến với thế hệ trẻ tại phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, qua đó góp phần vào việc gìn giữ và phát triển môn võ truyền thống của dân tộc trên quê hương xứ Nhãn Hưng Yên.